Sau 3 ngày dốc toàn lực cứu hộ, 18 giờ 50 phút ngày 10 tháng 7, chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang kết thúc ngoạn mục. Toàn bộ 12 cầu thủ và huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn. Ngày 24 tháng 6, chiến dịch tìm kiếm bắt đầu được triển khai. Lực lượng cứu hộ phát hiện dấu vân tay của các cậu bé nhưng không thể tiến vào trong vì hang ngập nước. Ngày 25 tháng 6, các thợ lặn thuộc lực lượng đặc nhiệm SEA của Hải quân Thái Lan bắt đầu di chuyển vào bên trong hang nhưng liên tục bị cản trở do mưa lớn. Ngày 27 tháng 6, Thái Lan nhận được chi viện từ các chuyên gia nước ngoài, đã có khoảng 1.000 người tham gia vào chiến dịch, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế này. Ngày 28 tháng 6, hoạt động cứu hộ bị gián đoạn vì mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng bên trong hang. Các máy bay không người lái được huy động để tìm kiếm tất cả các con đường có thể dẫn vào hang. Ngày 1 tháng 7, chỉ huy chiến dịch giải cứu Na Song Sap Oso Tanakon cho biết đội thợ lặn chỉ còn cách đội bóng nhí 2 km. Ngày 2 tháng 7, sau rất nhiều nỗ lực của đội tìm kiếm, 12 cậu bé và huấn luyện viên được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, giới chức Thái Lan nghiên cứu các phương án giải cứu đội bóng nhí. Các cậu bé được dạy cách sử dụng mặt nạ và thiết bị lặn, trong khi lực lượng cứu hộ tìm cách đặt dây thừng và các bình oxy dọc đường vào hang. Ở bên trên, các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các lỗ thông có thể dẫn vào hang. Ngày 6 tháng 7, một thợ lặn là cựu đặc nhiệm SEA của Hải quân Thái Lan thiệt mạng khi đang tìm cách đặt các bình oxy chuẩn bị cho công tác cứu hộ. Ngày 7 tháng 7, mức oxy trong hang xuống thấp, chạm mức nguy hiểm, khiến lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để sớm chốt phương án giải cứu. Ngày 8 tháng 7, giới chức Thái Lan bắt đầu chiến dịch giải cứu đầu tiên với sự tham gia của 13 thợ lặn quốc tế và 5 thợ lặn Thái Lan. 4 cậu bé được đưa ra ngoài an toàn. Ngày 9 tháng 7, chiến dịch giải cứu thứ hai được triển khai vào 10 giờ. Sau 9 tiếng, thêm 4 cậu bé được đưa ra ngoài an toàn. Ngày 10 tháng 7, toàn bộ 12 cậu bé cùng huấn luyện viên đã được đưa ra khỏi hang và chuyển đến bệnh viện để điều trị. Các cậu bé thuộc nhóm giải cứu đầu tiên đã được nhìn thấy bố mẹ qua một lớp kính thủy tinh trong suốt. Vào hôm nay, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Thành, 43 tuổi, ngụ ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh về tội xâm phạm sở hữu tài sản. Trước đó, do thua cá độ đá banh, Thành đến tiệm cầm đồ Thắng Lợi tại ấp An Thiện, xã An Cư, cầm 5 điện thoại di động mang nhãn hiệu nổi tiếng với số tiền 67 triệu đồng. Sau đó, Thành tiếp tục đến tiệm cầm đồ này, cầm thêm một chiếc điện thoại nữa. Chủ tiệm cầm đồ nghi vấn nên đem 5 điện thoại di động và hóa đơn đến cửa hàng Thế Giới Di Động kiểm tra. Phát hiện các điện thoại này do Trung Quốc sản xuất. Sau đó, chủ tiệm cầm đồ đóng cửa, ôm chặt đối tượng Thành lại và tri hô mọi người bắt giữ đối tượng. Qua khám xét, trong xe mô tô của Thành, công an phát hiện 4 điện thoại di động và nhiều hóa đơn chứng từ giả. Thành khai mua điện thoại và hóa đơn của một người quen tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được công an huyện Cái Bè điều tra và xử lý. Được biết, Thành đã 2 lần đi tù về tội đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tại khu vực rừng keo thuộc thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, lực lượng hình sự công an tỉnh bao vây, ập vào ổ bạc bắt giữ 9 đối tượng đang tham gia đánh bạc sóc đĩa. Số tiền và tang vật thu giữ tại hiện trường lên đến 140 triệu đồng, 6 ô tô, 20 xe máy. Đây là ổ bạc lớn do nhiều đối tượng ở tỉnh Hải Phòng, Bình Định tổ chức. Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự chuyển công an huyện Mộ Đức điều tra mở rộng. Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2017, Lê Anh Hào sinh năm 1997, trú tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mượn Trần Văn Bé Ba 1 triệu đồng nhưng chưa trả. Sau đó, trong lúc Hào đang uống bia thì Bé Ba điện thoại đòi tiền, Hào xin khất rồi tắt máy. Khoảng 5 phút sau, mẹ ruột Hào điện báo Bé Ba đến nhà đòi tiền và dọa nếu không trả sẽ không cho Hào ăn Tết. Tức giận, Hào về nhà lấy một con dao giấu trong người rồi điều khiển xe máy đi tìm Bé Ba. Khi hai bên gặp nhau thì xảy ra xô xát. Bất ngờ, Hào lấy dao đâm Bé Ba 2 nhát khiến nạn nhân ngã bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hào ném bỏ con dao xuống ao rồi đến công an xã Hòa An đầu thú. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Hào 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho người đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 189 triệu đồng, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 2 con của bị hại đến tuổi trưởng thành. Trao đổi với phóng viên tin tức Mekong, đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 12, quản lý Phòng cháy chữa cháy quận 12 và huyện Hóc Môn xác nhận có sự việc trên. Theo đó, sáng ngày 9 tháng 7, nhận tin báo tại một cơ sở ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn xảy ra cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 12 điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.
Khi xe cứu hỏa di chuyển đến đường Lê Văn Khương thì một chiếc xe ô tô mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy phía trước không nhường đường. Dù chiến sĩ xe cứu hỏa liên tục mở còi hú ưu tiên và nhắc nhở nhưng tài xế ô tô vẫn không chấp hành. Phải mất 4 km xe cứu hỏa mới lách qua được chiếc xe ô tô để đến hiện trường vụ cháy. Quá bức xúc, một chiến sĩ trên xe cứu hỏa đã quay lại clip trên. Rạng sáng nay, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 37B01842 do anh Bùi Thành Thế trú tại Nghệ An điều khiển va chạm với xe đầu kéo 34C19315 kéo rơ móc do anh Trần Bá Huy, sinh năm 1984, trú tại Nam Sách, Hải Dương, lái cùng chiều theo hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu vượt Mai Dịch. Vụ va chạm khiến xe khách bốc cháy trời khung. Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe vắng khách, nhiều người đã thoát được ra ngoài. Riêng hành khách Lê Thị Kiều sinh năm 1982 ở Yên Thành, Nghệ An đang mang thai tháng thứ 6 bị chết cháy trên xe khách. Lái xe khách Bùi Thành Thế bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe khách đâm vào đuôi xe container. Bình chứa nhiên liệu của xe khách va chạm với xe container dẫn đến bốc cháy. Đây là lần đầu tiên phía team lên tiếng về việc cặp đôi không còn mặn nồng. Team và Trương Quỳnh Anh có lẽ là cặp đôi gặp nhiều sóng gió nhất showbiz Việt khi liên tục gặp trục trặc. Trước đó, Trương Quỳnh Anh đã từng bế con bỏ nhà đi. Tuy nhiên, sau khi team xin lỗi, nữ ca sĩ đã quay trở về. Có thời gian việc team và Trương Quỳnh Anh ly dị khiến nhiều người xôn xao. Tòa án Nhân dân quận 10 cũng đã xác nhận rằng họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn cho cả hai. Giữ im lặng nhưng không lâu sau đó, team và Trương Quỳnh Anh lại tình tứ đi sự kiện cùng nhau. Tháng 12 năm 2017, những bức ảnh mặn nồng của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh xuất hiện trên hàng loạt các trang mạng xã hội. Ngay sau đó, việc team và Bình Minh có xô xát tại liên hoan phim ở Đà Nẵng cũng được nhiều nhân chứng xác nhận. Nhưng tuyệt nhiên, phía team và Bình Minh đều giữ im lặng. Theo một số nguồn tin, team và Trương Quỳnh Anh mặc dù đã ly dị nhưng vẫn sống chung một nhà. Con trai của cả hai được tòa xét xử sẽ do team nuôi dưỡng. Mới đây, cư dân mạng rầm rộ truyền tay nhau clip báo giá bộ đồ mặc đi chợ bá đạo của bà cô sau màn công khai giá quần áo của hội Rich Kids Việt. Người phụ nữ trong clip hài hước liệt kê giá từng món đồ trên người mình từ đôi dép đang mang có giá 36 triệu, sơn bộ móng chân hết 9 triệu 2, áo khoác 3 triệu 8, áo thun và chiếc ví hình ngôi sao có giá 9 triệu 8, đầu búi kiểu Úc gần 14 triệu, thậm chí đôi bông tai với giá nhẹ nhàng 1 tỷ 2. Cách đùa rất duyên với điệu bộ đỏm dáng của cô khiến ai nấy xem xong clip cũng phải bật cười. Bất ngờ hơn khi hóa ra người phụ nữ hài hước đang gây bão mạng xã hội lại chính là dì ruột của diễn viên hài Huỳnh Lập. Thông tin này được chính Huỳnh Lập xác nhận khi anh chia sẻ lại hình ảnh của dì mình trên Facebook cá nhân. Một sự thật đáng kinh ngạc mà sáng giờ Lập vẫn thấy hoang mang, đây chính là dì bảy của Huỳnh Lập sống tại Long Xuyên, An Giang. Thiệt em cũng không biết sao cộng đồng mạng share dì bảy em dữ vậy luôn. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Nam sinh năm 1993 và Lê Văn Phương sinh năm 1994, cùng trú tại khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang. Trước đó, chị Trần Ngọc Châu, trú tại khóm 4, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, đến công an phường trình báo bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà, trộm một bộ máy vi tính, một máy tính xách tay, một két sắt bên trong có trên 400 triệu đồng, 2.000 đô la Mỹ, cùng nhiều nữ trang và tài sản có giá trị, tổng giá trị tài sản trên 800 triệu đồng. Sau 4 ngày điều tra, công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ hai đối tượng gây án. Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng thu giữ nhiều tài sản của chị Châu bị mất cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận Nam điều khiển xe máy biển kiểm soát 67B01-17899 đến rủ Phương đi trộm cắp tài sản. Phương đồng ý. Khi đến nhà chị Châu, phát hiện khóa cửa ngoài, Nam dùng bình ga khò và xà beng phá khóa, rồi cả hai đột nhập vào trong nhà trộm một két sắt cùng nhiều tài sản có giá trị, trở về nhà Nam cất giấu. Sau đó, Nam dùng búa đục két sắt, lấy hết tài sản bên trong, chia nhau tiêu xài, rồi chở két sắt ném xuống sông. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8 tháng 7, bên lề đường đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Nạn nhân là Trần Anh Tuấn, 18 tuổi, ngụ huyện Khánh Vĩnh. Theo tường trình của người bạn đi cùng nạn nhân, cả hai chở nhau trên xe máy tình cờ nhìn thấy đôi nam nữ chạy ngược chiều. Cho rằng bị soi mói nên Lục lớn tiếng chửi rồi vòng xe rượt đuổi, một mình đánh cả hai ngã xuống đường. Lục rút con dao hình xoắn ốc trong túi quần đâm hai nhát vào vùng ngực và hông của Tuấn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi chở bạn gái bỏ trốn. Vụ án manh động khiến các cảnh sát hình sự gặp không ít khó khăn, bởi nạn nhân và hung thủ không hề quen biết. Thời điểm xảy ra vụ án mạng vào rạng sáng đường phố vắng vẻ.
Tuy nhiên, từ nguồn tin của người dân cung cấp, hung thủ Lục đã bị bắt giữ sau 36 giờ lẩn trốn cùng bạn gái trong nhà nghỉ. Được biết, Lục từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra trại cách đây không lâu. Dù khi đó chỉ có một mình, nhưng hiệp sĩ câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp đã cùng người dân khống chế và bắt giữ được một tên đang trốn trong công ty gần đó, giao cho công an phường xử lý. Riêng tên đồng bọn nhanh chân chạy thoát. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Kim Thi, 22 tuổi, quê quán Sóc Trăng, hiện tạm trú tại quận Thủ Đức. Thi khai đi cùng 3 thanh niên trên 2 chiếc xe máy trên nhiều tuyến đường để cướp, nhưng vừa ra tay giật được chiếc điện thoại Samsung G7 của nạn nhân, được xác nhận tên Hằng thì bị hiệp sĩ khống chế. Hiện công an phường Dĩ An đang tạm giữ đối tượng để điều tra truy bắt những tên còn lại. Từ nhiều năm nay, giỏ dừa được người dân ở xã Trần Hợi, huyện Trần Giang Thời tận dụng chế biến thành chỉ, tạo nên công ăn việc làm cho lao động nông thôn, góp phần ổn định kinh tế gia đình. Nhưng các công đoạn trong quá trình làm rất vất vả và tốn nhiều công sức. Thấu hiểu được điều đó, ông Đinh Hải Khanh, người gắn bó lâu nhất với nghề làm chỉ sơ dừa ở ấp Bình Minh 2, xã Trần Hợi, huyện Trần Giang Thời, đã đi đến nhiều nơi học hỏi tìm hiểu cấu tạo máy làm chỉ sơ dừa. Từ đó, ông Khanh tự mua phế liệu, ráp thành máy và làm nghề. Với những kinh nghiệm sẵn có, ông cũng thường xuyên cải tiến máy để đạt năng suất hơn. Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, ông gắn bó với cái nghề bỏ công làm lời. Mỗi ngày nếu chạy hết công suất, cái máy tự chế của ông Khanh có thể tạo ra hơn được 1 tấn thành phẩm. Mình mặn thì cái lợi đồng lợi nó cũng meo, mà đều có cái như mình khỏi mặn mướn cho người ta. Bởi vì tôi muốn làm cái này đó là sau này nhiều khi con cháu mình nó lớn lên mình làm không được thì nó cũng còn con cháu để nó làm, nó khỏi mặn mướn cho người ta. Này thì nói chung ra thì nó cũng mới ổn đây thôi, chứ hồi lúc trước mới làm thì nó cũng mệt lắm. Rồi bây giờ thấy thì cái như cái phần lỗ lã thì nó không có. Giá chỉ sơ dừa lên xuống thường từ 2 đến 4 triệu đồng một tấn, thường bán cho các thương lái ở Trà Vinh, Bến Tre. Mấy năm gần đây, phụ phẩm mụn dừa của ông còn được dùng làm phân bán cho các hộ trồng hoa màu trên địa bàn. Với giá mỗi bao 25.000 đồng, nguồn thu nhập ổn định không chỉ giúp ông Khanh duy trì nghề mà còn tạo nên việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương, ngày lương từ 120 đến 150.000 đồng một ngày. Tới chú cơ sở cho anh Khanh nè, mua về đặng mình trồng màu, rồi trồng cây cảnh, rồi trồng ba rau cải vậy đó, cho bà con được tiêu thụ chắc cũng mỗi một hộ khoảng mấy chục bao, hai mấy ba chục bao vậy đó. Lượng của cái phân này thì ngày 1 tháng 11 năm 2012, vợ anh Phùng Giang Sơn là chị Thu Hiền vào bệnh viện Ba Vì sinh một bé trai, cùng lúc đó có một sản phụ khác cũng sinh con trai. Khi nhận con từ bệnh viện, vợ chồng anh Sơn nghi ngờ tả lót của cháu bị nhầm và có hỏi lại bác sĩ, nhưng bác sĩ khẳng định không nhầm. Kể từ đó, gia đình anh Sơn chăm sóc và nuôi dưỡng cháu Hắc. Tuy nhiên, càng lớn cháu Hắc càng không giống ba mẹ. Mới đây gia đình anh Sơn đi xét nghiệm ADN, kết quả cháu Hắc không cùng huyết thống với bố mẹ. Ngay sau đó, anh Sơn đã đến bệnh viện để làm rõ vấn đề, tìm ra con ruột của mình. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn km 1699 qua địa bàn thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo em trai phía sau lưu thông hướng Phan Thiết, Phan Rang. Khi đến đoạn hở giải phân cách thì bất ngờ xe ben chạy cùng chiều phía trước rẽ trái, chuyển hướng khiến xe máy tông vào xe ben ngã xuống đường. Cú tông làm người chị gái bị xe ben cán chết tại chỗ, người em trai ngã vào gầm xe ben chỉ bị xây xước nhẹ.